Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại hầm gửi xe của Vinhome Emporia. Ở dưới đây là khá là rộng và có khu gửi ô tô riêng và gửi xe máy riêng. Giờ mình sẽ đi ra bên ngoài và mình sẽ đi một vòng cho mọi người cùng xem nhé. Xem đường Vinhome và đường Bạch Đằng. Mình sẽ ra phố Tam Bạc và đường Lãn Ông. Ở đây gửi xe là tính theo giờ nha mọi người nhé. Đây có cái đồng hồ ấy. Đồng hồ tí sẽ hiện giá tiền lên là mình sẽ trả. Và của mình quẹt thẻ là mất 30.000 Việt Nam đồng mọi người ạ. Mình vào đây được hơn 2 tiếng rồi, mất 30.000. 3G mở rồi, giờ mình sẽ đi lên. Ở dưới này là tầng hầm nên là mình phải đi một cái dốc để đi xuống. Giờ mình sẽ đi cái dốc đi lên. Vâng, phía trước mọi người là khung cảnh của khu nhà ở Vinhome nhé. Đây là các biệt thự độc lập này và biệt thự liền kề. Mấy cái khu này là khu cao cấp rồi. Mấy khu này là khu đắt tiền. Đây ở bên phía bên phải là trung tâm thương mại. Đường thông hè thoáng, khá là rộng rãi. Giờ mình sẽ đi ra đường Bạch Đằng, Hạ Lý Bạch Đằng. Ở phía trước đây thì là cái hầm chui nhá mọi người nhé. Sau cái lan can kia là cái hầm chui để lối ra metro. Ở phía trên này là ngã ba Cầu Bính, đường 5. Mình sẽ quay về đây. Quay lại đây là về phía chân cầu xi măng. Mình sẽ đi về phía cầu xi măng cũ ấy. Ngày xưa ở cái Vinhome này nó là nhà máy xi măng. Thế bên lan can này là cái hầm đi xuống, hầm chui. Hầm chui đầu tiên ở Hải Phòng. Đây mọi người thấy xe máy ô tô đi từ hầm chui lên. Hai năm về đây thì Vinhome đầu tư dự án ở đây thì đường xá cũng như nhà cửa ở đây là đổi mới toàn diện. Đây bên phải kia mấy chú công an đang bắt ra. Anh nào cho vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại đi. Mấy anh trật tự. Phía trước này là cầu xi măng nhá mọi người nhá. Đứng ở trên đỉnh cầu xi măng này mà nhìn về phía Vinhome đấy thì khá là đẹp luôn, như là như một cái thành phố của Pháp trên sông ấy. Đây là quay bằng cam gắn trên ô tô nên mà không thể quay được cái tình cảnh ấy cho mọi người xem được. Lúc nào mình rảnh thì mình sẽ đi vào đây, mình đi bộ và mình sẽ quay chi tiết hơn cho mọi người xem. Vâng, ở đây thì mình đã đi qua cầu xi măng rồi, ở bên này thì là bên phía là Thượng Lý.
có một cái nhà hàng khá là nổi tiếng và lớn, đó là tiệc cưới, trung tâm tiệc cưới Gia Viên bên tay trái ở gần chân cầu Lạc Long. Trung tâm tiệc cưới Gia Viên thì hỏi ai cũng biết, khá là lớn và nổi tiếng, trang trí là cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi lên cầu Thượng Lý. Cầu Thượng Lý đi xuống đường Điện Biên Phủ, mình sẽ đi xuống đường Tam Bạc. Mình sẽ quay ra đường Tam Bạc từ bờ sông. Vâng, cầu này là cầu Tam Bạc nhá mọi người nhá. Cầu này cũng mới hoàn thành 2 năm nay thôi. Bên kia là chợ sắt đây mọi người kìa. Kia cái kia là chợ sắt. Đấy, khu đấy là khu chợ sắt trước mặt. Ở dưới đây là sông Tam Bạc. Hai bên bờ sông là đường là phố đi bộ. Hiện tại thì phố đi bộ để như được Hà Nội thì vẫn chưa triển khai được như Hà Nội. Thì ở dưới bờ sông này là có nuôi thiên nga đấy. Thành phố Hải Phòng là thả rất nhiều thiên nga ở dưới này.